kính chào bà con và quý khán giả đang xem 365 ngày chuyển động. Bản tin sát cánh với nông dân với những thông tin giá cả thị trường nông sản biến động, mô hình sản xuất hay, hiệu quả, cây con giống mới, độc lạ và những chính sách tháo gỡ khó khăn cho nông dân. Mỗi ngày, bản tin 365 ngày chuyển động mong muốn sẽ cùng với bà con nông dân có cái nhìn tổng quan hơn về lĩnh vực nông nghiệp. Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, xin được mời bà con cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý. Cá thác lát có giá cao, nuôi 4.000 mét vuông sau 8 tháng chăm sóc, nông dân Hậu Giang có lời 3.500.000.000 đồng. Đồng Tháp cung ứng 170.000 cây giống hoa chuông, cấy mô dịp Tết, gấp thêm hương sắc mùa xuân. 90% sản lượng cà chua Lâm Đồng tiêu thụ trong nước, chi phối thị trường nhưng dịch bệnh hoành hành khiến cho nhà vườn đau đầu. Nông nghiệp trên đường phát triển, chúng tôi có thông tin cách chăm sóc, quản lý dịch hại trên cây họ cà. Thưa quý khán giả và bà con, làm lúa vụ ba, còn gọi là lúa thu đông, thì người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long rất khó trúng mùa vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh. Tuy nhiên, năm nay người nông dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang phấn khởi thu hoạch rộ lúa vụ ba do lúa đạt được năng suất và có giá cao hơn cả hai vụ sản xuất chính trong năm. Dân trúng mùa trúng giá là niềm vui của bà con nông dân mình. Thưa quý khán giả và bà con, và theo bà con thì vụ này năng suất đạt khoảng là 7 tấn một hecta. Thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng là 5.600 đồng một ký. Đây được xem là vụ sản xuất thắng lợi nhất trong năm 2018 của nông dân trong huyện. Theo thống kê, vụ 3 năm nay, toàn huyện Hồng Ngự xuống giống trên 2.500 hecta lúa, chủ yếu ở đê bao khép kín hai xã Thường Phước 2 và Thường Thới Tiền. Ngoài 70 hecta lúa bị ảnh hưởng do đợt mưa vừa qua, hầu hết các diện tích còn lại đều thu hoạch ăn chắc. Lâm Đồng không chỉ đầu tư cây cà phê, chè, trà hoa, mà các cánh đồng lúa ở huyện Đà Tẻ cũng được đầu tư. Hiện địa phương này đã hình thành được những vùng sản xuất có quy mô lớn từ 100 đến 160 hecta tại các xã An Nhơn, Đà Kho, thị trấn Đà Tẻ, góp phần tăng năng suất, tăng lợi nhuận đáng kể cho nông dân ở đây. Dân và đối với điều kiện như là ở tỉnh Lâm Đồng thì sẽ không thuận lợi như ở đồng bằng. Nếu như muốn có diện tích quy mô đến như vậy thì đòi hỏi người nông dân phải thực hiện theo mô hình sản xuất lúa đồng trà đồng vụ. Ngoài ra, huyện Đà Tẻ cũng chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu mùa vụ theo mô hình từ 2 cho đến 3 vụ lúa, sang trồng 2 vụ lúa cộng với 1 vụ bắp hoặc rau màu. Đánh giá của cơ quan chức năng cho thấy, mô hình chuyển đổi mùa vụ, đặc biệt diện tích sản xuất 2 lúa cộng 1 bắp đông xuân cho hiệu quả kinh tế cao, tăng từ 1,5 cho đến 2 lần so với sản xuất thuần 2-3 vụ lúa một năm. Hạn chế được sâu bệnh gây hại trên vụ lúa tiếp theo, đặc biệt là trè nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, tăng độ phì nhiêu của đất, tiết kiệm được nước tưới so với sản xuất lúa, nên mở rộng được diện tích tưới của các công trình thủy lợi. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt trên 100 triệu đồng một hecta một năm. Nuôi cá thác lát cườm lời tiền tỷ là câu chuyện lập nghiệp của một nông dân ở Hậu Giang, biết nắm bắt thời cơ với đặc sản quê hương. Với diện tích mặt nước là 4.000 mét vuông thả nuôi cá thác lát cườm, loài cá đặc sản của Hậu Giang, anh Phạm Lâm Em ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy có thu nhập hơn 3 tỷ 500 triệu đồng một năm. Có thể nói đây là mô hình nuôi cá cho hiệu quả kinh tế rất cao, tăng thu nhập cho nông hộ và góp phần phát triển nông nghiệp cho địa phương. Nuôi cá thác lát ở thời điểm này thì mới có thể vô được tiền tỷ như vậy thôi, chứ còn mấy năm trước thì giá cá bấp bênh, người nuôi ở Hậu Giang đành phải bỏ ao, quay lưng với loài này để đi tìm kế sinh nhai. Vậy thì lý do gì mà bỗng nhiên loại cá này lại có giá cao đến như vậy? Và cách nuôi có dễ ăn như vậy hay không? Bà con cùng xem những thông tin được chia sẻ từ chủ nhân lời tiền tỷ mà chúng tôi vừa nhắc đến, anh Phạm Lâm Em. Đầu năm 2018, qua tìm hiểu thông tin thị trường cũng như qua sự hướng dẫn của ngành chuyên môn, anh Phạm Lâm Em chọn đối tượng nuôi là cá thác lát cườm vì thị trường đang khan hiếm. Giá cá thác lát cườm thương phẩm đem về lợi nhuận cao cho người nuôi. Giá cá hiện nay là 82.000 đồng một ký, cao ngất ngưỡng. Với diện tích 4.000 mét vuông ao, sau 8 tháng chăm sóc, tổng sản lượng cá đạt 80 tấn, thu về 6 tỷ 560 triệu, trừ hết tất cả các khoản chi phí thì còn lời 3 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn nuôi ghép thêm cá sạch rằn để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa và lọc sạch môi trường nước trong ao, tạo môi trường sống tốt nhất cho cá. Chia sẻ kinh nghiệm của mình, anh nói cá thác lát là loài cá đặc sản, dễ nuôi, ít bệnh, lớn nhanh, mang hiệu quả kinh tế cao. Mặt khác, để nuôi cá thác lát cườm được thành công, trước tiên cần phải cải tạo ao thật kỹ, diệt sạch cua và cá tạp, thả nuôi với mật độ vừa phải, chất lượng cá giống phải đồng đều và khỏe mạnh.
Trước khi đến với xứ sở ngành hoa Lâm Đồng xem nông dân sản xuất nông nghiệp như thế nào, thì chúng tôi muốn giới thiệu thêm đến bà con và quý khán giả cây kiểng mà thời gian gần đây xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp, đó là cây thiền trúc này. Thưa quý khán giả và bà con, cây thiền trúc có hình dạng như cây trúc nhưng mà thân mềm, không có lá. Cây có thể trồng được cả trên cạn lẫn ở dưới nước, cho nên là thu hút sự chú ý của rất là nhiều khách hàng. Dân và theo một số bà con nông dân ở làng hoa Sa Đéc thì cây thiền trúc có xuất xứ từ Thái Lan. Cây được trồng khoảng 3 tháng là có thể bán và được trồng bằng phương pháp tách cây con. Thoạt nhìn thì cây thiền trúc trông giống như là một loại cỏ dại, nhưng thân cây có đốt, thân mềm, không lá, cây mọc thành từng bụi với màu xanh rất đặc trưng, phù hợp để trồng làm cây cảnh. Do đây là giống cây mới cho nên còn ít người trồng và hiện giá bán của mỗi chậu là 30.000 đồng. Thưa quý khán giả, Tết Nguyên Đán 2019 này, làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng từ 2 cho đến 3 triệu giỏ hoa các loại. Bên cạnh đó, địa phương còn cung cấp thêm những giống hoa kiểng cấy mô, khẳng định chất lượng giống ngày càng được nâng lên. So với giải pháp gieo hạt ghép cành thì nhân giống cấy mô là một công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật được sử dụng để nhân giống những dòng quý hiếm và khó trồng. Bởi lẽ đây là một phương pháp nhân nhanh số lượng cây giống. Và theo Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao của tỉnh Đồng Tháp thì sẽ chuyển giao 170.000 cây giống hoa chuông cấy mô cho nông dân làng hoa Sa Đéc và các khách hàng khác ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Hà Nội. Đây là những giống hoa khá đẹp, nhiều màu sắc. Hiện cây được 40 ngày tuổi, có giá bán 3.000 đồng một cây giống. Hoa chuông cấy mô được Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao nuôi trồng trong môi trường sạch bệnh, sinh trưởng khỏe mạnh, có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường. Hiện hoa có 5 màu đặc trưng là đỏ, đỏ viền trắng, hồng, tím và tím viền trắng. Thời gian trồng đến khi ra hoa của hoa chuông cấy mô là từ 2 đến 2 tháng rưỡi. Trong năm nay, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp đã cung ứng 200.000 cây hoa chuông cấy mô cho nông dân, phục vụ thị trường Giáng sinh và Tết Nguyên Đán 2019. Thưa quý khán giả, mắc ca hiện đang là cây trồng có giá trị ở Lâm Đồng, với mức giá thu mua tại chỗ là 100.000 đồng một ký hạt thô. Hiện ở Lâm Đồng, nhiều đơn vị đã đưa máy móc vận hành hiện đại vào sản xuất mắc ca sấy khô. Và trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Xanh là một trong những đơn vị đi đầu trong liên kết sản xuất và chế biến mắc ca. Dân và hiện nay thì công ty đã mở rộng liên kết với khoảng 500 hộ nông dân canh tác cây mắc ca xen canh với cây chè, cà phê ở Lâm Đồng. Mỗi hộ trồng xen canh trung bình là khoảng 100 cây mắc ca. Trong đó thì chiếm 35% số hộ có vườn mắc ca trong thời kỳ kinh doanh, còn lại là 65% số hộ có vườn mắc ca bắt đầu thu hoạch bói là năm thứ nhất. Hình thức liên kết là công ty Việt Xanh cung cấp nguồn giống cây mắc ca ghép đầu dòng, sản xuất từ công ty Vinamacca Tây Nguyên, thu hoạch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với mức giá cao nhất của thị trường cạnh tranh. Cà chua là cây quen xứ lạnh Lâm Đồng, nhưng mà việc quản lý chất thải và nâng cao giá trị cây cà chua dường như còn là vấn đề nan giải của tỉnh Lâm Đồng. Dân và hiện nay thì ở Lâm Đồng có hơn 13.500 ha diện tích canh tác rau họ cà, tập trung chủ yếu ở các huyện như là Đơn Dương, Đức Trọng với sản lượng gần 550 tấn. Cà chua chủ yếu được xuất bán tươi là chính và địa phương đang tìm hướng đi mới cho nông sản này. Sản phẩm cà chua được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong nước chiếm đến 90% thông qua hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chỉ có khoảng 10% được chế biến xuất khẩu đến thị trường các nước Đông Nam Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Việc kêu gọi đầu tư một nhà máy chế biến cà chua vào các địa bàn sản xuất trọng điểm tại Lâm Đồng trong thời gian qua tuy đã xúc tiến nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, chưa nâng cao được giá trị của loại nông sản thế mạnh này của địa phương. Thưa quý khán giả, cà chua thì lo ngại bệnh xoăn lá, đến nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả nhất để quản lý. Còn ớt thì bị bệnh thán thư, khô trái. Những loại cây trồng này có giá trị kinh tế cao, nhưng nhà vườn phải hết sức tỉ mỉ và thận trọng trong khâu chăm sóc. Sau đây là một số giải pháp mà nông dân có kinh nghiệm đang áp dụng, hy vọng có thể chia sẻ phần nào đến các nhà vườn trồng cây họ cà. Có lẽ biện pháp cần chú ý lúc này là dọn sạch tàn dư mầm bệnh, quản lý côn trùng, sản xuất nhà màng. Mời bà con cùng theo dõi. Để có thể quản lý tốt dịch hại trên cây họ cà, ngành chức năng Lâm Đồng đã đưa ra nhiều khuyến cáo. Trong đó, việc áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ, sử dụng nhà lưới che chắn côn trùng, dùng bẫy màu xanh, màu vàng để bắt côn trùng đã được nông dân áp dụng khá phổ biến. Đa số bà con nông dân đều nắm bắt vững các kỹ thuật canh tác, đặc biệt là trên cây cà chua, đối tượng bị nhiễm xoăn lá nặng nhất hiện nay. Hiện giờ ở đây, để tránh
cái côn trùng đó thì người ta làm cái hệ nhà lưới như này. Mình làm mình có xịt định kỳ ngắn ngày một tí là nó lại giảm cái lượng xoắn. Cỡ chừng ví dụ thay vì mình xịt 4 ngày một lúc một lần thì mình xịt cách giảm bớt còn 2 ngày thôi. Thì cái con chích thuốc nó không có xâm nhập được cái đọt non á. Ngoài những biện pháp canh tác hợp lý, dọn vườn sau khi thu hoạch, luân canh cây trồng, chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng loại cây trồng, thì việc áp dụng các biện pháp hóa học khi cần thiết cũng cần được quan tâm. Anh Nguyễn Văn Tiến ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương canh tác hơn 1 hectare cà chua. Và để đảm bảo cho cây cà chua đạt được năng suất trung bình 3 kg quả trên cây, thì áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác là cần thiết và phòng ngừa dịch bệnh với anh còn quan trọng hơn. Bên cạnh cà chua thì ớt cũng là cây trồng đang cho giá trị kinh tế cao nhưng cần phải tập trung chăm sóc để cây cho kết quả tốt nhất. Quản lý tốt dịch bệnh là tiền đề giúp cây trồng có thể phát triển khỏe mạnh, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, người nông dân cần phải chú ý trong tất cả các khâu, từ chăm sóc, các biện pháp canh tác vật lý đến biện pháp hóa học. Có như vậy thì mới đảm bảo được cây trồng ít bị nhiễm bệnh hơn, cho sản lượng cao hơn. Đến đây, bản tin 365 ngày chuyển động cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý khán giả và bà con. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc muốn giao lưu, tìm hiểu cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ đang hiển thị trên màn hình.